Việt Audio xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Vâng, hôm nay một ngày rất là đẹp trời. Anh trai gần nhà chạy qua nghe thử đôi Cry 5702 và anh Chim Ưng luôn. Sau đó thì em đưa cháu nó về nhà và bây giờ bác ấy đang test thử với lại một con âm ly của Chio. Vâng, và bây giờ mời quý vị lắng nghe nhé. Đó. Wow, tiếng bát như sấm luôn. Dã man, dựng hết trần luôn quý vị ạ. Anh thì kéo sập trần anh ơi. Yeah.
Anh có cảm nhận thế nào? Hơn đời kia. Dạ. Hơn hẳn. Có tuyệt vời không anh? Chia mừng đấy. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Dạ.